là một ngành có số lượng đông đảo công chức viên chức, nữ nhà giáo, chiếm 80% lao động toàn ngành. Giáo dục và đào tạo trong tình hình mới đòi hỏi các nhà giáo phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học đã khiến cho cường độ lao động của các nhà giáo ngày càng cao. Để có được những thành công đến với họ là sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ nữ nhà giáo và lao động trong ngành. Sự thành đạt ấy có thể nói là vất vả khó khăn hơn nam giới rất nhiều, bởi trên vai các chị còn một trọng trách lớn lao, đó là vai trò của người mẹ, người vợ và người con trong gia đình. Là một địa phương liên tục được xếp trong top dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục toàn diện, điểm thi vào đại học của học sinh Hải Phòng hàng năm xếp trong top đầu toàn quốc. Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là một trong những điểm sáng của cả nước, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các nữ nhà giáo. Họ thật sự là những viên ngọc quý vun trồng trong vườn ươm tài năng cho thành phố và đất nước. Quá trình đổi mới toàn diện căn bản đã đặt ra cho nữ giáo viên ngành giáo dục Hải Phòng những mục tiêu cụ thể và hướng tới học sinh. Các nữ nhà giáo luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm. Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp được tổ chức hàng năm cũng là một cơ hội để các nữ nhà giáo được thể hiện tài năng của mình, được giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Vì thế, đây là hội thi được chị em rất mong đợi, tích cực tham gia và đạt giải cao. Trong số các thủ khoa của các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tỷ lệ nữ nhà giáo đạt thủ khoa chiếm 75%. Với hàng nghìn nữ nhà giáo có sáng kiến kinh nghiệm, nhiều sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Là một giáo viên dạy môn hóa sinh của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, cô giáo Hoàng Thị Nhung được biết tới là người có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy và học. Với thành tích nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi các cấp, cô Nhung luôn tìm tòi những phương pháp dạy học mới để khuyến khích sự sáng tạo của học trò. Đề tài, giải pháp giới thiệu và định hướng một số ngành nghề nhằm phát triển năng lực cho học sinh phổ thông thông qua một số tiết ở bộ môn hóa của cô giáo Nhung đã được công nhận là sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố. Những đổi mới này đã góp phần làm cho tiết dạy hóa trở nên sinh động và tạo hứng thú cho học sinh. Phong trào viết sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học là một trong những cái hoạt động nhằm nâng cao cái chất lượng dạy học của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Phong trào được triển khai sâu rộng trong toàn thể các cán bộ giáo viên trong nhà trường. Tiêu biểu trong số các đồng chí đó là đồng chí Hoàng Thị Nhung, là một đồng chí tổ phó chuyên môn có trách nhiệm cao trong công việc, đồng thời cũng là một nữ nhà giáo nuôi dạy con trưởng thành, có nhiều thành tích trong học tập. Đồng chí là một trong số ít những đồng chí giáo viên, nữ giáo viên trên địa bàn quận Lê Chân đã hai lần được sáng kiến được chứng nhận là sáng kiến loại A cấp thành phố, và cũng hai lần đồng chí được là đạt chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Điều ghi nhận sâu sắc là đội ngũ nữ nhà giáo của ngành từng bước trưởng thành và tự khẳng định được vai trò xứng đáng của mình trong sự nghiệp chồng người. Toàn ngành hiện có hơn 1.500 nữ cán bộ quản lý từ cấp trường đến cấp sở, hầu hết đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng các cơ sở giáo dục có những chuyển biến rõ rệt và góp phần quan trọng để giáo dục đào tạo Hải Phòng luôn nằm trong top đầu cả nước về chất lượng đào tạo. Như ở trường tiểu học Tràng Cát, quận Hải An này, cô giáo phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương được biết tới là người luôn đi đầu trong việc tự học và sáng tạo. Cô giáo Phương luôn phát huy tối đa và vận dụng linh hoạt kiến thức vào điều kiện thực tế của nhà trường. Xác định công nghệ thông tin có vai trò quan trọng, do đó chị đã cùng giáo viên nhà trường chú trọng thực hiện việc dạy học ứng dụng bằng bài giảng e-learning đứng đầu toàn quận. Phong trào và chất lượng học tập của học sinh cũng được nâng cao. Các phong trào giao lưu của học sinh tại cấp quận và thành phố đều đạt giải như múa nghệ thuật, vẽ tranh thiếu nhi đạt giải nhì cấp thành phố. Tôi thấy cô Nguyễn Thị Phương là một cán bộ quản lý có năng lực, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ. Và cô rất là tâm huyết với công việc. Tôi thấy rằng là trong cái cách chỉ đạo công việc của cô ấy, thì cô rất là sáng tạo và linh hoạt, không áp đặt, không gò bó. Cô luôn tạo cho chúng tôi cái tâm lý rất là thoải mái, nhẹ nhàng khi làm việc nhưng mà lại rất hiệu quả. Và với
bạn bè đồng nghiệp thì tôi thấy cô là một người là rất cởi mở, gần gũi và thân thiện với lại đồng nghiệp cũng như là cán bộ nhân viên trong nhà trường. Những năm qua, ngành giáo dục đào tạo cũng đặc biệt quan tâm tới việc nâng chuẩn đào tạo. Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, toàn ngành đã có hơn 10.000 nữ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn với hàng chục tiến sĩ và hàng trăm thạc sĩ. Điển hình là cô giáo Hoàng Anh, hiệu trưởng trường mầm non Kim Đồng 4, quận Lê Chân. Với 100% đội ngũ giáo viên là nữ, khi về làm cán bộ quản lý của nhà trường, cô giáo Hoàng Anh đã tâm niệm đổi mới giáo dục phải lấy trẻ làm trung tâm. Chính vì điều đó, nhiều năm qua, trường mầm non Kim Đồng 4 đã có những bước tiến vượt bậc, trường đạt chuẩn quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Còn đối với nữ nhà giáo Nguyễn Thị Thắm, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, trước khi làm cán bộ quản lý, cô giáo luôn là một giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Trở thành cán bộ quản lý trong nhà trường, cô luôn hướng tới mục tiêu giúp cho các thầy cô giáo cháy lên ngọn lửa yêu nghề, yêu trẻ, sáng tạo, đam mê trong công việc, phát huy sức mạnh tập thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Một trong những sáng tạo rất độc đáo của cô giáo Thắm đó là cho ra đời câu lạc bộ ca trù trường tiểu học Nguyễn Công Trứ. Nhiều tiết mục của học sinh nhà trường đã đem lại những cảm xúc về một loại hình nghệ thuật độc đáo. Những người đã gắn bó với ca trù sáng lên hy vọng một thế hệ mầm xanh mới đang đâm chồi, trong đó có công rất lớn của cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Thắm. Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc thi Cô giáo tài năng duyên dáng. Đây là một sân chơi đầy chất trí tuệ để các nữ nhà giáo thể hiện tài năng, sự thông minh, bản lĩnh và sự sáng tạo của mình trong hoạt động giáo dục. Đồng thời cũng tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong hoạt động chuyên môn, nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng, đặc biệt là khả năng ứng xử khéo léo và nhạy bén khi xử lý các tình huống trong hoạt động giáo dục của người thầy. Hội thi thực sự là ngày hội để các nữ nhà giáo được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thể hiện tài năng cùng vẻ đẹp duyên dáng của mình. Các thầy giáo, cô giáo của chúng tôi nói chung và các nữ giáo viên nói riêng có được cái sự phát triển một cách toàn diện và luôn luôn trau dồi và rèn luyện mình để phát triển một cách toàn diện nhất, trên cơ sở đó làm gương cho các em học sinh. Và cũng đủ điều kiện, năng lực, phẩm chất để giáo dục học trò trong cái thời đại mới này, trong công cuộc đổi mới giáo dục này. Về những tài năng riêng, những khả năng sở trường của mình phục vụ trực tiếp cho công tác giáo dục đào tạo trên những cương vị của từng cá nhân. Nhưng từ cá nhân đó có kết quả tốt đẹp đó đã cộng lại và hòa chung với không khí đổi mới của ngành giáo dục đào tạo. Tôi ghi nhận rằng các cô giáo thực sự tài năng, năng động, sáng tạo, trẻ trung và rất tuyệt vời. Trong quá trình đổi mới hôm nay, các nữ nhà giáo và lao động tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần làm chủ, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác. Họ đã và đang nỗ lực phấn đấu hết mình để sự nghiệp chồng người ở thành phố Cảng gặt hái những thành công mới.